Arsene Ngọc Mai và ca sĩ Phương Mỹ chi ra sức giải cứu Bùi Trường Linh. Sáng tác của Bùi Trường Linh đã đưa sân khấu bài hát hay nhất đắm chìm trong không gian lịch sử hào hùng của dân tộc. Tối mùng 5 tháng 2, tập 17 bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Bean đã lên sóng khán giả truyền hình và để lại nhiều ấn tượng. Một trong số những tiết mục mang đến sự vỡ òa, tiếc nuối cho khán giả đến từ thí sinh Bùi Trường Linh. Ở tập 17, Bùi Trường Linh mang đến sáng tác dân ca mang tên Thịnh Vượng Việt Nam sáng ngời với phần hỗ trợ của thí sinh Mai Trí Công. Trong ca khúc của mình, Bùi Trường Linh với giai điệu dân ca đã điểm qua một loạt sự kiện lịch sử kéo dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Nhà đầu tư Dược Sĩ Tiến nhận xét, em thì em đắm chìm trong giai điệu của bài hát, anh thấy rất là dễ thương. Tiến nghĩ Phương Mỹ Chi nên đầu tư cho bài hát này và nếu có thêm sự hỗ trợ của nhà đầu tư tài chính. Ngân hàng thì Tiến thấy rất hợp lý vì trong bài hát có rất nhiều những tuyên ngôn mạnh mẽ. Đáp lời nhà đầu tư Dược Sĩ Tiến, nhà đầu tư tài chính ngân hàng cho biết với ngân hàng thì sẽ đặt ra nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thương mại. Với giai điệu dân ca thì xem ra nó khó để có thể thỏa được tính thương mại của ngân hàng, nhà đầu tư tài chính ngân hàng cho biết. Không chờ đợi, nhà đầu tư ca sĩ Ngọc Mai đã giải cứu Bùi Trường Linh. Cô cho biết, dân ca hay không dân ca thì nó không quá ảnh hưởng đến tính thương mại đâu, mình đi máy bay cũng toàn dân ca thôi đấy chứ. Đó là sự phù hợp hay chưa phù hợp đâu, nhưng tóm lại bài hát của Bùi Trường Linh hay lắm. Bên cạnh đó, nhà đầu tư ca sĩ Phương Mỹ Chi đã dành những lời khen cho sáng tác của Bùi Trường Linh, đồng thời ngỏ ý đầu tư để thể hiện ca khúc đúng với dòng nhạc sở trường mà nữ ca sĩ đang theo đuổi. Rất là tự hào khi Phương Mỹ Chi được thưởng thức ca khúc này, chỉ ngồi nghe không mà mình đã thuộc lời ca khúc rồi đấy. Rất là tự hào khi ca khúc được sáng tác bởi một người trẻ như anh Linh và cũng rất tự hào nếu nó được thể hiện bởi một người trẻ như em, Phương Mỹ Chi. Nhà đầu tư Phương Mỹ Chi nhận xét.